Ơi, xin chào các bác cô chú anh chị. Lâu lắm mới lại được dùng cưa, dùng kéo các bác ạ. Không có cây mới nhưng mà đấy thì thời gian vừa rồi nó cũng rất là nắng nóng và tôi cũng ít lên mái buổi đêm. Lên một lúc là xuống thôi. Thì hôm nay gió mát và thời tiết dễ chịu thì tâm trạng cái làng cây mấy hôm nay nó cũng phơi phới các bác nhá. Đính chính lại các bác là cái vụ giao dịch gần đây không chỉ có vụ 28 tỷ mà trước đó là vụ 7 tỷ của cây tụ lâm bùng thạch và một cái cây quan âm tọa sơn gì đấy là 2,5 tỷ đấy. Thì nó rất là gần nhau, giao dịch rất mạnh, toàn là hai trong số đó là xanh quê. Đấy các bác nhá. Thì có nhiều luồng ý trái chiều, thậm chí là có khoảng trên 80% ý kiến là nghi vấn nghi hoặc dàn dựng hoặc là thậm chí là chửi bới, nói khó nghe. Thì bản chất của người Việt Nam nó là như vậy các bạn, rất thích chửi, rất thích chửi và không thích người khác hơn mình. Đấy, nhưng mặc dù cái người khác hơn mình có thể giúp được mình ở trong đó nhưng mà vẫn không thích. Đấy, thế thì chúng ta có lẽ là nên sửa cái tính đấy. Bản thân tôi cũng có những cái lúc như thế. Thì đó là cái câu chuyện không tốt của người Việt Nam. Thế quay trở lại là cái câu chuyện mà làng cây có những cái cú hích như thế, nó rất là tốt các bạn. Họ có tiền họ mua và họ có cây đẹp họ bán. Thế còn để khẳng định bao nhiêu tiền ấy, có đúng là 28 tỷ hay những cuộc giao dịch đấy có chính xác hay không thì tôi cũng chẳng biết được. Tôi có được nhìn thấy sờ tiền của người ta đâu. Nhưng mà quan trọng cái điều là cái hiệu ứng tốt đẹp đem lại cho làng cây. Các bác đâu có mua, đâu có bỏ tiền ra đâu mà các bác trách mắng người ta. Người ta có cây, người ta giao dịch với nhau là chuyện rất bình thường. Dù có 100 tỷ đi chăng nữa thì cũng là việc mừng các bác nhé. Thì quay trở lại cây này thì đúng là lâu lắm rồi mới dùng đến cưa đục. Thì cái ý tưởng nó vừa mới lóe lên thôi các bác, vừa mới lóe lên thôi. Thực ra trước đây có ý tưởng này rồi nhưng mà cái tỷ lệ thành công nó không cao và nó là một cách làm khó đối với cây này. Cây này như hôm trước tôi trình bày mà hôm tôi tỉa dăm hôm đêm ấy, cách đây mấy hôm rồi, thì là đây, nó nguyên như này đây. Thì mặc dù đoạn này dàn đua khá là ổn nhưng mà nó lại bị song song với cái vách làng bên này quá, cho nên là nó gây cho cảm giác khó chịu quá, khó chịu. Đấy, các bác nhìn thấy gì đấy chẳng? Một đống cái tôi vừa mới làm sửa thì nó lóe trong đầu cái làm luôn, không kịp quay các bác, quay cũng chưa biết là có thành công không, và cũng tranh thủ đục nhanh để cho cháu bé hàng xóm ngủ, khuya rồi mà. Thì tôi đục rất nhanh thôi, tôi cắt đầu tiên là này, vâng ạ. Tôi lúc đầu đó, tôi nghĩ lại là cái phương án đầu tiên, cái tay bên này thì tôi khỏi bàn rồi. Nếu mà giữ nguyên form như này chơi, giữ nguyên tay bên này không bỏ đi cái gì ấy, thì buộc phải xử lý cái ngọn này đẩy ra đằng sau này thì nó thành một cái bàn vai dáng làng rất đẹp. Chỉ miễn chê, nhưng có điều cái chỗ này rất già và ngắn, khẩu độ ngắn, đẩy sang ấy, mà phẫu rất rủi ro là toác hoặc là không thành công vì khẩu độ đây nó quá ngắn. Đẩy một góc nó ra đây nó khoảng độ gần 40 độ ấy, thì nó là khả năng bất khả thi. Cho nên hôm trước tôi tính với các bác là bỏ tay bên này đi, trong trường hợp sửa các bác nhé, bỏ tay bên này đi và nuôi cái tay này, ngọn đây, tay đây, thì đây có coi như chi thứ nhất, hai chi ba thì cũng là hai tay một ngọn đấy, cũng rất đẹp. Nhưng mà bỏ được cái này thì khá là đáng tiếc, nó khá là cân với cái cây bên này. Thế vừa nãy lóe lên ý tưởng đầu tiên là tôi cắt cái miếng này đi, cái miếng này vẫn còn nguyên, sau mới cắt cái miếng này đi, cắt đi và cắt sâu vào trong này để làm sao nó thật mềm, để về ra đây một góc nó có thể được khoảng độ trên 30 độ là thành công.
thời gian chỉ lái đi một tí là ok là khác rồi. Thế vấn đề là phải làm sao giữ lại cái vỏ này, mà giữ được cái vỏ này mà lại cái lõi là rất cứng và khô thì mình phải buộc mở rộng cái này ra, vừa khoét cho nó dính chạm vỏ đây để mình có thể gập được vào, gập được vào nó nhẹ nhàng an toàn, nó lại không bị dập cái vỏ đây. Dập cái vỏ đây thì hỏng cái vỏ ngọn các nhá. Đấy thì như này. Lúc nãy tôi đục ở đây rất là đẹp rồi, nhưng mà ghép vào nó không được khớp cho lắm nên tôi buộc tôi cắt thêm, buộc tôi cắt thêm và cắt thêm miếng này, cắt thêm cái bên này vì nó ghép vào nhau nó sẽ như này các nhá. Đấy, rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, không có cái gì lấn cấn cả. Đấy, nhẹ nhàng. Thế thì các bác nhìn nó sẽ thành ba vai chưa, quá ba vai rồi đúng không, ba vai rồi đúng không? Mặt bên này nhá, chắc chắn thành công. Cái vỏ này rất khỏe, không bị dập, thành công. Rất ưng các bạn nên là tôi định không quay cái này, nhưng mà phải quay lại. Đấy thì chúng ta hãy làm những cây mà chúng ta đang có nó đẹp lên, chứ không phải là cây cũ hay là mình không quay đẹp, mình khó chịu. Phải làm được những cây mình đang có nó đẹp lên các bác nhé. Chứ đua tiền mua cái đẹp thì nó là đại gia, mình làm được nó là quý lắm ạ. Đã có thời gian tôi sẽ đục nó dẻo hơn những chỗ này để nó gặp phải thật mềm mại và đẹp, cái sẹo đẹp. Nhưng mà khuya rồi, lại vấn đề đêm khuya các bạn. Đấy, bao nhiêu lõi để rút ra đây.
Đấy, các bác cuốn khăn rồi, bờ vai rộng rãi đúng không? Thế này đẩy ra, khi nào nó liền ấy, chẳng cần liền cũng chẳng sao các bác. Cứ sống khỏe là ok rồi, cuốn khăn đây rồi. Đây, đẩy ra đây. Lúc này chắc cái này tôi lại không, tôi lại nghiên cứu cái này. Sau nó thật to thì cắt giật phát đây. Hoặc là dùng cái này thì có vẻ chính diện hơn. Đó, thì cứ nuôi đi cho nó khỏe này. Bây giờ thì chỉ cần khỏe thôi. Bao nhiêu lõi thịt rơi hết xuống đây. Đấy, các bác nhìn này. Thì để đây cho nó mát. Đấy, các bác nhìn về mặt sau này. Mặt sau này. Chân vệ cái này khá là tốt các bác nhé. Bao nhiêu phần cơ mà. Đấy, vùi lấp hết bệ rồi. Lấp hết bệ rồi. Các bác nhìn. Đã không còn cái điểm mà ngày trước nó nguyên cái ngọn ở chỗ này các bác nhìn thấy đúng không? Bây giờ nó ra đây rồi. Ok rồi. Đấy. Bứt phá. Đấy, nhiều khi trình bày rất nhiều ý tưởng, nhiều cái video làm nhưng mà thực tế là sau cây mình còn thay đổi rất là nhiều các bác. Nó là cái ý tưởng đột xuất và cái việc mình thực hiện cuối cùng ấy, là cái phương án tối ưu, là cái phương án cuối cùng thì cứ thế mà đi thôi các bạn. Tránh cháy và để cho nó nhanh liền. Đây có mấy cái rễ nó buông nó kéo đây cũng khá là ổn. Khá là nhanh thôi. Đấy. Sau các bác nhìn sẽ nó sẽ không còn cái cổ này các bác nhé. Nó sẽ không còn cái cổ này nữa, tôi sẽ không nuôi cái cổ này nữa. Đấy, nuôi những cái này thì lúc đấy nó sẽ giật về tâm rất là đẹp. Đây, ví dụ như thế này. Đấy, các bác tưởng tượng xem không còn cái nhịp này. Từ đây trở lên nó không còn nữa. Đấy, thì hoàn toàn nó sẽ
thẳng thẳng tâm này. Đẩy sau mà cây cây rất là rộng, sâu cây, cây rất sâu cây. Đấy, rồi, ok các bác. Hẹn gặp lại các bác ở video mới cây này tiếp theo nhé. Chắc cũng còn thời gian dài nữa. Chúc các bác ngon nhé. Táo bạo và sáng suốt các bác nhé.